Hello bà con cô bác đã trở lại với cái kênh của tôi. Lại là chú Xám đây, chứ đâu có ai khác vô đây đâu. Hôm nay vẫn là cái thử thách không sơn xì chiên súng, nhưng mà mình sẽ cầm súng trường. Xí đi, cái chuyện đó có gì đâu mà ngạc nhiên. Cái này mới bất ngờ nè. Mình sẽ cầm súng trường solo sờ quát. Ủa không ai bất ngờ chứ hả? Tôi solo sờ quát đó. Mà editor cho thêm miếng tiếng vỗ tay vô đỡ quê. Wow, có người vỗ tay rồi nhé. Hôm nay tôi sẽ cho mọi người biết thế nào là sân chơi của những người có kỹ năng. Hồi nãy mình thấy trên tháp đồng hồ này đông lắm, mà chắc nó sợ tôi nó chạy chơi. Đây hình như là trước mặt tôi có con thằng nè. Tới công chuyện mày rồi. Ở đậu xanh kẹt cái thùng. Sao mà đỡ được? Để tao chạy là tao gạt mày luôn. À, mày còn đồng đội mày nữa à? Gục chung luôn cho vui. Còn thằng này nữa. Tới công chuyện mày rồi, tới công chuyện mày rồi. Nó có nguyên cái nhà chà bá lửa để thủ. Bây giờ mà mình công lên là mình lỗ, không được. Ủa đâu ra mà đông như quân nguyên vậy? Để tôi xử lý cái thằng trên cầu thang này trước cho nó an toàn. Nó đứng ở trên cao mà nó bắn mình là tới công chuyện liền. Rồi tới cái thằng bên đây luôn. Mày tiêu mày chứ tao rồi. Sau này chỉ có làm, chịu khó, cần cù thì bù siêng năng. Chỉ có làm thì mới có ăn. Sao tôi kéo lên trời không vậy ta? Chàng ơi hết đạn. Thôi tạm biệt nhé. Đi trước à. Vậy mà mày cũng gán bắn tao cho bằng được nữa ha. Vui thôi chứ đừng vui quá nha. Nói chứ anh trai làm ơn đừng có dí em nha. Em đã đi rồi ở trong một chiều mưa bay. Mèn đét ơi có đạn rồi nghe. Tôi quay lại tôi bắn tôi bay nè. Đâu rồi địch đâu hết rồi. À thấy rồi nha. Tụi bay bắn nhau bên đây phải không? Bây giờ tôi sẽ không bắn nó. Tôi đợi tụi nó bắn nhau xong tôi nhảy vô tôi két. Thông minh lắm. Tụi nó bắn nhau xong chưa ta? Rồi rồi tới giờ tao tham gia chiến trường rồi. Sao mà đỡ được? Thằng kia mày chạy lại định cứu à? Sao mà đỡ được? Tao hạ mày xong rồi tao két của mày luôn. Cái tươi nhờ. Bây giờ tới phần tụi bay nè. Tao xuống tao gạt hết. Đi lút sớm giờ được nhiều đồ ngon lắm phải không? Yên tâm đi, tao hứa tao xài tao giữ gìn cho. Hết trận trả lại liền. Rồi bạn ơi đừng bắn mình nữa bạn ơi. Hên là tôi ẩn thân chi thuật kịp đó. Không thôi là ẩn mình khỏi bản đồ luôn rồi. Theo như suy đoán của tôi thì thằng này là bạn hai thằng hồi nãy tôi bắn. Bây giờ nó định lại bắn tôi để trả thù cho bạn của nó. Nhưng mà nó sai lầm rồi. Đối đầu với một bờ gồ laser như tôi là chỉ có chít. Vậy là mình lia khu này rồi đó hả? Đơn giản. Hồi nãy tôi dấp cọng cỏ tôi té mấy ông. Mà tôi té cái qua trận mới luôn. Từ giờ hãy gọi tôi là Xám Bến Tàu. Lộn bắn lộn lầu. À đậu xanh, thôi anh trai tha cho em anh trai ơi. Em mới đi qua cạn lớn này thôi chứ em không có biết gì chứ á. Anh trai xem em như người vô hình đi anh trai ơi. Hên là tôi nhanh chân đó. Xém tí nữa là đắp mộ cuộc tình rồi. Chạy nãy giờ muốn mòn hai cái chân thì cũng thoát khỏi cạn lớn để qua thung lũng rồi. Khi anh qua thung lũng. Thấy em cứu đồng đội nên là anh quyết định bắn tới công chuyện nha. Cái này là không phải tôi ác nhé, mà cái này là bản năng sinh tồn. Cứu đồng đội làm cái gì không biết nữa. Người ta ra người ta chơi trận mới đi cho nhanh. Còn xu hả? Tao xài giùm cho. Ở đâu ra mà nhiều anh bạn trẻ lại đây vậy? Đây rồi mày tới công chuyện mày rồi. Lực lượng mày đông vậy? Tạm biệt. Bây tưởng là tao sẽ rời đi dễ dàng vậy hả? Không có đâu. Đây rồi tới công chuyện mày rồi. Ở đậu xanh mày bắn đau vậy? Thôi chạy tiếp. Tụi này nó dự định công tôi tới cùng rồi. Tụi bay chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đúng không? Tao bắn cái thằng chạy lên trời trước nè. Mày chạy đi đâu? Còn thằng này nữa thôi là xong hai đứa nó rồi. Mày công lên là tới công chuyện. À đặt kêu à. Vẫn còn thông minh đấy. Nhưng có lẽ mày không biết. Mày đang phải đối đầu với một ông chùm lũ đáng. Tới công chuyện mày chiến này nè. Tôi cố tình ném hụt đó. Mày dám cả gan chạy lên cứu đồng đội của mày hả? Cái thằng này nó không có coi tôi ra gì hết trơn á. Vậy là tao phải cho mày biết sức mạnh của bờ gồ laser rồi. À đậu xanh mày nhảy xuống dưới mày công ngược lên đúng không? Mày ngon mày chạy lên đây. À đây rồi. Sao đó được? 20 điểm liền. Vậy là còn có 11 thằng nữa là top 1 rồi. Cái kiểu này thì muốn thua cũng khó à nhé. Để tôi chạy qua tôi canh cái thính bên đây cái coi. À bên kia có mấy bạn đang giao tranh à. Cho tôi góp vui từ xa với. Ủa sao vô ngừ không vậy? Thôi kệ cho nó bắn nhau đi, mình đứng mình canh cái thính thôi. Thính này không thuộc về tôi thì thuộc về ai nữa? Ở đậu xanh thằng nào bắn vậy? Cúi bò rồi mày cũng không để tao yên, mày gây chuyện với tao hen. Hình như là nó bắn tôi ở dưới đây nè. Để tôi lạng xuống tôi coi. Đây rồi, thấy chứ bơm keo của mày rồi nhen. Tao quấn máu xong cái là mày tiêu mày nè. AK mới lụm hồi nãy, thơm ngon, mời bạn ăn nha. Sao mà đỡ được? Ở đậu xanh thằng trên bắn nữa. Vậy là tụi này nó muốn khiêu chiến rồi. Nếu mà mấy đồng địch đã thích như vậy thì tôi chịu. Công xuống đi, có bao nhiêu chơi bấy nhiêu. À đây rồi, bạn trẻ đây rồi. Mày đừng có tưởng tao cầm súng xa mà tao sợ mày nhen. Vậy là còn thằng đồng đội nó bên đây nữa.
Mình hạ con nữ, vậy là còn thằng nam. Mà đồng đội nữ nó bị hạ thì nó được tăng sức mạnh lên gấp đôi. Tăng hay không thì cũng tới công chuyện với tao thôi. Chắc ai bây giờ chắc mình ngu. Xem clip rồi xong subscribe, ấn vô nút này là like. Nhớ là bật cái chuông lên để nhận được thông báo khi mình ra video mới nhất nhiên.